tình báo trong trận tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ngày 20 tháng 4 năm 1968, trong căn hầm tại căn cứ Củ Chi, tôi đang truyền đạt nghị quyết của Trung ương Cục nhận định về thắng lợi của đợt 1 trận tổng tiến công Mậu Thân nổ súng đêm 31 tháng 1 năm 1968 cho anh em lực lượng võ trang của cụm tình báo thì đồng chí cán bộ cơ yếu mang đến cho tôi một bức điện tối khẩn của cấp trên. Tôi mở ra xem bức điện tối khẩn có mấy dòng. Một cán bộ cao cấp của ta vừa ra hàng giặc, đồng chí hãy ra ngay Sài Gòn lấy bản cung của hắn đem về. Việc rất gấp, ký tên Sáu Chí. Lúc đó anh Sáu Chí là trưởng phòng tình báo B2, còn tôi là thiếu tá, cụm trưởng cụm tình báo H63 không thể trì hoãn Tôi nói với anh em Tạm ngưng cuộc học tập Tôi đi Sài Gòn trở về sẽ tiếp tục Quân Mỹ đang bố giáp củ chi Và lập nhiều chốt chặn trên quốc lộ 1 Không ra Sài Gòn bằng ngõ ấy được Đồng chí liên lạc Đưa tôi vượt sông Sài Gòn Sang chiến khu An Thành Nam Bến Cát Nơi đóng quân cụm tình báo A36 Sau vài câu trao đổi Với đồng chí Bảy Anh Cụm trưởng Nhận thấy nhiệm vụ của trưởng phòng sáu Chí ra cho tôi là rất khẩn trương cần có sự giúp đỡ để tôi ra sài gòn bạc cửa ngõ quốc lộ 13 của cụm a 36 anh bảy phân công đồng chí hai thương đưa tôi đi tôi và hai thương đến an điền dùng xuồng vượt sông thị tinh qua sông rồi tôi phải thay đồ mặc bộ đồ thường dân đóng vai là người chú của hai thương hòa nhập với số thanh niên cả ngày ra biển sông Chốt lính Chiều dắt nhau trở về ấp chiến lược Đêm đó tôi ngủ tại nhà cơ sở của hai thương Sáng hôm sau Bắt xe ôm chạy thẳng xuống Sài Gòn Đến bến xe Lam Ba Bánh Tại đầu cầu Bình Lợi Tôi đổi xe để tránh sự theo dõi của địch Vẫn thắc mắc không biết tên cán bộ ra đầu hàng giặc là thằng nào Tôi mua một tờ báo để xem Đây rồi Trên trang nhất Tờ thần chung có hàng chữ lớn Thượng tá Tám Hà đã trở về với tránh nghĩa quốc gia. Dưới hàng chữ là một tấm ảnh to, Tám Hà đứng chính giữa, tư lệnh quân đội Mỹ, Đại tướng Westmoreland đứng bên trái, bên phải là Đại tá Phạm Quốc Thuần, trưởng tiểu khu Bình Dương. Vài dòng 18 Tám Hà, tên thật là Trần Văn Đắc, dân Cần Thơ, cấp bậc trung tá, chức vụ, phó chủ nhiệm chính trị, cánh quân phía Bắc đánh vào Sài Gòn. Chỉ huy cánh quân này là Đại tá Nguyễn Thế Chuyện Mà anh em thường gọi là Anh Năm Sài Gòn Sau đợt 1 Cánh quân này trụ lại trên cánh đồng Vùng Nam Củ Chi Bắc Bình Mỹ để trở lệnh trên Sẵn sàng và đánh tiếp Thiếu đói điều kiện sinh hoạt kham khổ Bom đạn pháo rội liên tục Có một lần chúng ngay hầm chỉ huy trượt Anh Năm Chuyện hy sinh Trong tình cảnh ấy Tám Hà mất tinh thần Ngày 19 tháng 4 năm 1968 Đào Ngũ, Băng Đồng và đầu hàng giặc tại bót Phú Hòa Đông Củ Chi. Chỉ huy bót Phú Hòa Đông thấy chức vụ tám hà lớn quá nên trở thẳng qua nộp cho cấp trên ở tiểu khu Bình Dương. Chỉ huy tiểu khu Bình Dương lập tức báo về Sài Gòn và đại tướng Nguyễn Mò Lan đích thân lên tiếp nhận. Vào trung tâm Sài Gòn, tôi đi thẳng đến nhà hàng Ghi Vang, nơi anh Phạm Xuân Ẩn thường đến uống cà phê sáng. Phạm Xuân ẩn là một trong ba điệp viên của cụm tình báo H63 mà tôi là cụm trưởng kiêm bí thư chi bộ. Anh được đào tạo về báo chí bên Mỹ, trở về Sài Gòn, anh là phóng viên thường trú của tạp chí Thai, một trong những tờ báo lớn có uy tín bên Mỹ. Tôi phổ biến chỉ thị của cấp trên, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể chỗ này có, anh lên xe đi với tôi." Xe qua cầu bông, cặp bên lề lăng ông bà triều ngừng lại trước mà là dinh đại tá tình trưởng gia định ẩn bảo tôi ngồi trên xe chờ còn anh băng qua đường đi thẳng vào bên trong một lúc sau cùng đi ra với anh là tiên lân trưởng đội tham báo tình gia định nó cũng đã quen mặt tôi vì nhiều lần cùng với ẩn và tôi ngồi uống cà phê ăn sáng ở chợ cũ nó giờ vạt áo sơ mi lên rút ra một sấp giấy và nói với ẩn đây là tài liệu tuyệt mật Tôi cho ông mượn xem Đúng 1 giờ kém 15 phút Tôi ra đón tại đây để lấy lại Cấp trên cần đến mà tôi không có thể trình ra Là đi tới đó Ân cười và nói Xem cho biết thôi mà Sẽ trả đúng hẹn Cần nói vài dòng về tên Lân Để hiểu tại sao Nó có trong tay tài liệu tuyệt mật Và ra cho ẩn một cách dễ dàng như vậy có một lần ba người tôi Nó và ẩn Cùng ngồi uống cà phê trong một quán ở chợ cũ Ông ẩn bận đi ra về hè Mua lương thực cho chim Thì nó khoe với tôi Về thân phận và thành tích chống cộng của nó Hồi đánh nhau với Pháp Tôi ở trong hàng ngũ Việt Minh ngoài Bắc Cũng hoạt động tích cực lắm Có nhiều dây khen Nhưng phạm khuyết điểm tình ái lăng nhăng Bị phê bình kiểm điểm xử lý nghiêm khắc Nên tôi bỏ Việt Minh đi theo Pháp ký hiệp định Geneva năm 1954, Pháp rút về, bàn giao tôi cho Mỹ. Ông chủ mới này cho tôi sang Hawaii học thêm về tình báo và phá hoại. Hiện nay tôi là trưởng đội thám báo tỉnh gia đình. Được mặc đồ thường phục của thỉnh thoảng nghi trang cấp trung sĩ quản lý hồ sơ tuyệt mật cho đại tá tỉnh trưởng. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi, đó là nơi béo bờ để có những tài liệu tuyệt mật của địch. Lân chỉ biết ẩn là nhà báo của Mỹ, nó tin tưởng ẩn và điều quan trọng là ẩn chi tiêu rộng rãi, thường cho nó khi thì 4 ngàn, khi thì 5 ngàn đồng. Vàng thời kỳ ấy 3 ngàn đồng là một lượng, mà lương hàng tháng của ẩn là 52 nghìn, thì bấy nhiêu đó có ăn thua gì. Xem và chụp ảnh lại 15 phút là xong, tên phản bội đã khai rất thành thật và rất chi tiết với quan thầy không sót điều gì từ ý đồ tấn công đợt 2, quân số cất cánh cho đến những hầm trôn giấu trên 500 trái đạn DKP để sẵn sàng bắn vào sân bay tân Sơn nhất vào giờ G bắt đầu đợt 2. thật là xuân xẻ ngoài dự đoán, nhiệm vụ cấp trên ra là hoàn thành trong một buổi sáng. Giao trả tài liệu cho tên lân xong, tôi nói với ẩn. Mình muốn biết thêm đánh giá của Nhà Trắng cũng như Lầu Năm Góc về sự kiện tên Tám Hà ra đầu hàng và đã tuôn ra những điều bí mật của đợt hai sắp nổ ra. Vậy chúng ta cùng đến nhà hàng Continental. Anh lên lầu trò chuyện cùng ở tay tình báo quốc tế, mời tin xem có gì mới không. Continental là một nhà hàng sang trọng lộng lẫy, các tay tình báo quốc tế đến Sài Gòn thường lưu trú nơi đây. Mỗi lần từ nước ngoài qua muốn cập nhật tình hình chính trị Sài Gòn, họ thường hay mời ẩn đến trò chuyện và mỗi lần như vậy ẩn được tiền thù lao rất hậu tính bằng giờ tôi ngồi bên nhà hàng ghi nhâm nhi ly cà phê đá ẩn băng qua đường lên lầu ba nhà hàng Continental để gặp có tay tình báo mới từ bên mỹ xa sau hơn một tiếng ẩn xuống đến ngồi bên tôi gọi mời ly nước cam vắt anh nói tổng thống johnson đã nghe sài gòn báo cáo về tên tám hà ra đầu hàng và lời khai của nó về việc bên ta sắp mở đợt hai. Tổng thống Mỹ rất sợ bên ta đánh vào Sài Gòn lần thứ hai. Đợt một nổ ra tháng 1 thì đêm ngày 31 tháng 3, Dân lên truyền hình nói ông ta thôi cũng ra tranh cử lần nữa. Việt Cộng đã tấn công ngay vào Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn và chiếm giữ mấy tiếng đồng hồ. Tin này được phóng viên chuyển về làm dân Mỹ náo loạn, không tin vào đường lối của Tổng thống nữa. Johnson cho rằng nếu để Việt Cộng tấn công lần thứ hai như tên đầu hàng khai báo thì chỉ còn thương lượng rút quân. Nói đến đây, ông ngẩn kẻ sát tay tôi, giọng nhỏ lại như muốn tiết lộ điều tối mật. Tên tỉnh báo Mỹ nói với tôi là Tổng thống đã ra mật lệnh cho Đại tướng Westmoreland, Tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở Đông Dương là bằng mọi giá không cho Việt Cộng tấn công đợt hai vào Sài Gòn. Có thể tuyên truyền rầm rộ tên Việt Cộng ra đầu hàng đã khai hết rồi đừng dại rồi mà đánh vào Sài Gòn lần nữa. Thật là một tin quan trọng có tầm chiến lược, phải nhanh chóng báo cáo lên cấp trên. Tôi ngủ lại Sài Gòn một đêm, sáng hôm sau, cô giao liên nội thành đưa tôi về thị trấn Hắc Môn. Nơi đó có một chiếc xe ôm đợi sẵn để đưa tôi về ấp chiến lược Phú Hòa Đông Củ Chi. Tôi đến, một tổ chiến sĩ vũ trang đột nhập vào ấp chiến lược, đến nhà cơ sở quần chúng đưa tôi về căn cứ Bến Đình bên sông Sài Gòn nơi có điện đài. Tôi viết ngay bức điện gửi về phòng tình báo, đã lấy được bản khai báo của tên Tam Hà, sẽ gửi về phòng theo đường dây liên lạc hỏa tốc. Nó đã khai tất cả từ ý đồ tấn công của ta cho đến những nơi giấu đạn pháo DKP, do đó mà bom B-52 thả nát vùng ven Sài Gòn để phá hủy các hầm vũ khí đó. Có một tin rất quan trọng do X-6 khai thác từ tên tình báo cao cấp của Mỹ tổng thống johnson rất sợ ta mà đợt tấn công hai nó nói đợt một đã làm náo loạn dân mỹ đã dấy lên những cuộc biểu tình đòi rút quân không tin vào đồng lối chiến tranh của tổng thống nếu để việt cộng tấn công đợt hai chỉ còn thương lượng và rút quân tôi đề nghị cấp trên nếu đã chuẩn bị sẵn các mặt thì ta chấp nhận hy sinh dồn sức đánh một đợt nữa vào sài gòn buộc chúng đi vào thương lượng xuống thang và rút quân cán bộ cơ yếu và đại trưởng vô tuyến điện làm việc suốt đêm dưới hầm địa đạo để bức điện được chuyển về trên nhanh nhất. Theo tôi, thời chiến tranh giặc ngăn chặn làm khó đủ điều mà tốc độ làm việc của anh chị em tình báo như vậy thật đáng nể. Tên Tám Hà ra đầu hàng giặc ngày 19 tháng 4, ngày 20 trên phòng điện trì thị cho cụm trường. Ngày 21 cụm trường ra Sài Gòn làm việc với cán bộ điệp báo. Ngày 22 cụm trường trở về căn cứ Bến Đình Sáng ngày 23, bức điện đã về đến trưởng phòng tình báo và trình lên cấp trên. Chiều 25 tháng 4, tôi nhận được một bức điện của anh Sáu Chí, trưởng phòng, có lời khen ngợi. Bức điện của anh rất kịp thời, khi biết thằng Tám Hà trong ban chỉ huy cánh Bắc ra hàng giặc. Trên này rất lo. Bộ tư lệnh miền và hội nghị cán bộ có sự tranh luận. Đợt 1 hôm 31 tháng 1 năm 1968, đã có sự tổn thất lớn về quân số trong đội ngũ biệt động, nay lại có thằng trong cánh quân chủ yếu ra đầu hàng khai báo. Vậy ta có nên mở đợt hai như đã chuẩn bị hay không? Bức điện của tình báo lóe lên một tia sáng, nhất là nó phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị. Trước khi mở mà màn tổng tiến công mậu thân năm 1968, đánh bồi, đánh nhồi, liên tục tấn công, tất cả trong hội nghị nhất trí mở tiếp đợt 2 vào Sài Gòn. Đêm ngày mùng 4 tháng 5 năm 1968, khắp Sài Gòn nổ súng mở đầu đợt 2. Lần này ta sử dụng như đơn vị lớn cấp tiểu đoàn, cấp trung đoàn, chiến đấu trên một không gian rộng hơn, chủ yếu là phía Tây và Tây Nam Sài Gòn. Thời gian kéo dài hơn, mãi đến tháng 8 mới lần lượt rút ra vùng ven chuẩn bị đợt 3, và sự hy sinh cũng tất nhiên nhiều hơn. Điển hình như trung đoàn 31 phân khu 2, không còn mấy người. Chỉ huy trung đoàn này là anh Võ Văn điệu. Dân Củ Chi, tên thường gọi là Hai Hoàng, đánh đến cầu Pali Cao. Cả trung đoàn chỉ còn 10 người trong vòng vây của xe tăng và trực thăng vũ trang của giặc. Trung đoàn trưởng chỉ thị cho nữ chiến sĩ Võ Thị Tâm giả làm thường dân chạy loạn, thoát ra khỏi vùng vây để báo cáo với ban chỉ huy phân khu là trung đoàn 31 đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và tất cả đã anh dũ hy sinh. Đồng chí Võ Thị Tâm thương tích đầy mình đã được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đang sinh sống tại quận Gò Bấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mười năm sau trận tộc tiến công Mậu Thân năm 1968, vẫn còn nhiều cuộc tranh luận, hy sinh nhiều quá, vậy thắng lợi hay thất bại. Nhiều lời nhận xét xoáy vào quyết định mở đợt 2 ngày 4 tháng 5 năm 1968. Người ta nói đợt 1 mở màn đêm 31 tháng 1 năm 1968, mồng một Tết Mậu Thân, bên ta đã hy sinh hết 80% lực lượng biệt động Sài Gòn. Đó là theo lời đánh giá của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hùng, tức Tư Chu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn. Đến lúc chuẩn bị chu đáo để đánh tiếp đợt 2, lại xảy ra tình huống một sĩ quan cao cấp trong cánh quân chủ yếu là Trung tá Tám Hà ra đầu hàng giặc. Thì sao ta lại vẫn tiếp tục điều quân xông vào nơi giặc đã chuẩn bị? 10 năm không tổ chức kỷ niệm, 20 năm có một lễ kỷ niệm nho nhỏ. Đến năm 2018 vừa qua, đúng 50 năm sau trận tổng tiến công vào các đô thị trên toàn miền Nam, ngày Tết Mậu Thân năm 1968, nhà nước đã tổ chức một lễ kỷ niệm thật long trọng, vô cùng hoành tráng tại hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương và dự. Trong diễn văn tại buổi lễ do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, có đánh giá trận tổng thiên công Mậu Thân năm 1968 là chiến tích oai hùng, một mốc son trói lọi trong lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau vậy, tôi được mời lên bục phát biểu về cảm xúc của cựu chiến binh trong ngày lễ kỷ niệm lịch sử này. Tôi được xem là một nhân chứng lịch sử. Ngày dự trận đánh long trời lở đất trên khắp đường phố Sài Gòn năm ấy, tôi là một sĩ quan tình báo cấp thiếu tá mới 40 tuổi. Nay qua 50 năm đã là một ông già 90 tuổi. Thật là một vinh dự to lớn không thể nào quên đối với một cựu chiến binh như tôi. Bây giờ, ai cũng thấy rằng không có trận mậu thân năm 1968 thì không có hội nghị hòa đàm tại Paris. Sau gần 5 năm tranh luận kéo dài trên bàn hội nghị và sau đòn thử lửa cuối cùng của địch quốc Mỹ trong 12 ngày đêm từ 18 tháng 12 năm 1972 đến 30 tháng 12 năm 1972 dùng phi cơ B-52 ném bom ồ ạt vào thủ đô Hà Nội và các thành phố, khu dân cư trên biển Bắc. Trận đọ sức cuối cùng này ta thắng lợi giòn giá không quân Mỹ biểu tượng của sức mạnh Hoa Kỳ nếm mùi thất bại thảm hại. Đế quốc Mỹ buộc phải đặt bút ký vào Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Theo đó đến ngày 27 tháng 3 năm 1973, quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam. Quân nước trừ hầu đánh thuê đã rút trước đó, nay đến lượt quân Mỹ rút về nước. Cán cân lực lượng đã nghiêng hẳn lợi thế về bên ta. Thời cơ giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc đã lộ rõ, đúng như ý của bác Hồ trong bài thơ chúc Tết năm 1969 đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào tiến lên chiến sĩ đồng bào bắc nam sum họp xuân nào vui hơn và ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông thu về một môi. Theo tôi nghĩ thắng lợi nào mà không phải trải qua hy sinh mất mát, uống chi trong hàng chục năm, đối thủ của ta là đế quốc Mỹ, một đế quốc giàu tiền lắm của, sở hữu một quân đội hùng mạnh và bậc nhất nhì thế giới. Thử hình dung đơn giản như trên võ đài, một võ sĩ người thấp bé, nhỏ con bị cáp cập so găng với một gã khổng lồ. Người nhỏ con lẹ làng tránh né, luôn tiếp cận để tránh những cú đấm như trời giang của gã, tìm cách lòn sát vô nách gã, một phát điểm trúng bất tử huyệt. Gã khổng lồ bị thấm đòn, lần lần đến mức phải ngã quỵ xuống sàn đấu. Võ sĩ tí hon giành thắng lợi cuối cùng, mọi người vỗ tay hoan hô. Phải là một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm trận mạc mới có những chỉ đạo sáng suốt như vậy. hai viên đạn dành cho mình. Sáng ngày 30 Tết Mậu Thân 1968, anh Sáu Chí, trưởng phòng tình báo cho người xuống Sài Gòn, triệu tập tôi lên sở cao su, bến củi dầu tiếng. Suốt đêm giao thừa và sang cả ngày mùng 1 Tết, anh Sáu phổ biến cho tôi nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Trung ương Cục và chỉ thị của Bộ Tư lệnh về trận đánh long trời lở đất sẽ diễn ra tại Sài Gòn. Đến xế chiều ngày mùng một Tết, anh nói đêm nay, đêm mùng 1 Tết, bắt đầu nổ súng. Đồng chí hãy về ngay được phổ biến cho anh chị em, có kế hoạch theo dõi diễn biến tình hình, báo cáo kịp thời cho cấp trên. Vậy là chiều mùng 1 Tết, từ sở cao su Bến Củi, tôi trở về Sài Gòn bằng xe Honda theo quốc lộ 1. Tối xuống đến xã An Tịnh, thuộc huyện Tràng Bàng thì xe tăng quân đội Mỹ đã dàn ngang đường và kiểm soát người qua lại. Sau lời chúc xã giao đầu năm mới bằng tiếng Mỹ, tôi hỏi chúng tại sao dàn quân trên đường như vậy. Thì chúng nói đêm qua ngoài miền Trung Việt Cộng đã nổ súng đánh lớn vào các thành phố thị xã nên trong này có lệnh báo động. Về đến Sài Gòn, đi phổ biến xong cho các thành viên trong cụm tỉnh báo để ai vào việc nấy thì đã 11 giờ. Chập mắt được một lúc, hơn 2 giờ khuya đã nghe tiếng súng tấn công nổ đều tới các mục tiêu trọng yếu như tòa đại sứ Mỹ, dinh độc lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Đài Phát thanh Sài Gòn, Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô, Bộ Tổng tham mưu ngụy Tôi đang ở trong căn nhà số 136B đường Gia Long, nay là đường Lý Tự Trọng quận 1 thành Hồ Chí Minh. Đó là nhà của cô Nguyễn Thị Yên Thảo, còn gọi là Tám Thảo, một điểm viên của cụm tình báo H63, nhà chỉ cách mục tiêu Dinh độc Lập khoảng 200m. Tiểu đội quân biệt động do anh Tô Hoài Thanh chỉ huy đánh vào cửa bên hông Dinh độc Lập tại dìa đường Nguyễn Du nổ súng lúc 2 giờ khuya. Tiểu đội biệt động không vào được bên trong dinh và bị đánh bật ra đường. Tại góc đường Nguyễn Du Thủ Hoa Huân, có cái nhà lầu 5 tầng đang xây dở dang. Anh chị em vào bám trụ trong đó để chống trả các đợt tấn công của địch. Anh chị em chiến đấu rất dũng cảm, dùng tiểu liên AK, lựu đạn, đẩy lùi nhiều đợt xung phong của lính ngụy có máy bay yểm trợ. Qua một đêm, sang ngày hôm sau, địch tăng cường đến các đội đặc nhiệm lính Mỹ, lính Nam Triều Tiên, Máy bay trực thăng võ trang bắn hỏa tiễn thẳng vào tòa nhà. Máy bay tâm lý chiến phát loa gọi hàng, kết hợp nhiều đợt xung phong. Anh chị em vẫn không nao núng. Nhưng qua tiếng nổ rời rạc từng quả lũ đạn từng phát tiểu liên AK, tôi phán đoán đạn dược và cả sức lực của đơn vị bạn đã cạn dần. Từ cửa sổ nhà cô Tám Thảo được hé mở, tôi quan sát trần địa rất thông cảm với tình thế nguy ngập của đơn vị biệt động. Theo kế hoạch tôi được biết các cánh quân biệt động của ta đồng loạt nổ súng lúc khuya thì đến sáng các đơn vị chủ lực của ta đã vào thành phố. Kế hoạch là vậy, nhưng các sư đoàn chủ lực của ta chỉ đánh được ở vòng ngoài, không xuyên thủng được các vành đai phòng thủ Sài Gòn của Mỹ Ngụy. Do đó các đơn vị biệt động của ta dù đã hoàn thành nhiệm vụ trên giao, đã làm rối loạn chỉ huy địch, kéo dài trận đánh đến sáng, nhưng không có quân tiếp viện, thời gian càng kéo dài, các đơn vị biệt động đặc công tinh nhuệ của ta đều bị lâm vào tình thế nguy hiểm là chiến đấu đi viên đạn cuối cùng tôi phán đoán anh chị em trong nhà lầu 5 tầng kia cố gắng cầm cự đến đêm để tìm đường rút vị trí sở chỉ huy của giặc được đặt đối diện với tòa nhà đang xây dở dang nơi anh chị em mình đang cố thủ chỉ cách một con đường thủ qua huân từ đó bọn chỉ huy mỹ và nam triều tiên đang hò hét chỉ huy từng đợt xung phong băng qua đường để tiến vào tòa nhà từ trên lầu gạch đá được ném tới tấp vào đội hình bọn lính làm chúng phải chuồn bước Tôi nghĩ Đã phải dùng tay gạch đá Thì đạn dược cạn kiệt rồi Phải cứu anh chị em Kéo thêm thời gian chạy suốt tối Đó là thời cơ để rút Vị trí sở chỉ huy của chúng Được đặt trên sân thượng Của một nhà lầu góc đường Nga với cửa sổ đang hé mở Là nơi mà tôi và Tám Thảo Đang ngồi để nhìn qua trận địa Chỉ cách nhau trên dưới 50 mét là trong tầm bắn của súng K-54, tưởng anh chị em biệt động quá, không đắn đo gì nữa, tôi đưa súng lên theo yếu lĩnh, bắn nhanh mỗi giây một viên. Đã tập nhiều năm ngoài miền Bắc và đã được công nhận là xạ thủ súng ngắn cấp quốc gia, tôi nhắm vào hai cái đầu gần kề nhau của hai thằng chỉ huy nổ hai viên. Sau đó khép nhẹ cánh cửa sổ lại, cầm hai khẩu súng đem đi dấu. Cần nói thêm đôi nét về cô tám thảm gia đình. Ông cụ bà cụ là người xã Nội Duệ, Bắc Ninh, vào Nam làm ăn từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Nhà cửa ở dưới Cà Mau, cách mạng nổ ra, ông cụ có tham gia ban lãnh đạo chính quyền xã. Cô Tâm Thảo tham gia công tác phụ nữ được kết nạp vào Đảng Cộng sản năm 1953. Giặc pháp can quét, truy lùng giáo giết, cả gia đình rời Sài Gòn sinh sống và tạo được căn nhà 136B đường Gia Long. Ông bà có 8 người con, anh cả lễ thoát ly kháng chiến Cán bộ công đoàn Anh Hồng bác sĩ quân y tập kết ra miền Bắc Cùng ra miền Bắc học tập Công tác còn có chị Nghĩa, anh Nhân Ở nhà cùng với ông bà có bốn cô con gái Cô Tám Thảo, cô Chín Chi, cô Lan Đều công tác cho cụm tỉnh Báo H63 Đầu năm 1964 Cô Chín Chi thoát ly Vào chiến khu phụ trách công tác Trinh sát kỹ thuật Của phòng quân Báo Miệt Cô Huệ đi học và phụ việc với gia đình tại nhà còn có hai cháu trai nhỏ tuổi mỗi ngày cấp sách đến trường một đứa là con của anh cả lễ một đứa là con của anh hồng nói chung là một gia đình rất tốt đối với cách mạng lại có sạp vải tân mỹ trong chợ biến thành rất thuận tiện cho việc liên lạc giao nhận tài liệu thư tử cô tám thảo là một thiếu nữ xinh đẹp lại giỏi tiếng anh nên được tổ chức đưa vào làm thư ký riêng cho tên thiếu tá tình báo mỹ cố vấn tình báo cho bộ tư lệnh hải quân việt nam cộng hòa cô được thiếu tá mỹ yêu ái ra vào nơi làm việc không bị xét hỏi nên thường lấy được những tài liệu quan trọng đem về cho cụm trưởng để báo cáo lên cấp trên. Năm 1966, tôi vào ở luôn trong Sài Gòn để kịp thời giải quyết công việc thì mỗi buổi sáng tôi chở cô đến sở làm bằng xe Honda. Sau đó tôi quay về nơi làm việc của tôi là phòng kế toán tư tại lầu 1 thương xá Tách ở đường Nguyễn Huệ. Và Sài Gòn mà công việc làm để che mắt địch thì dễ bị bại lộ. Tối hôm đó anh chị em biệt động một lần theo các mái nhà lân cận rút đi. Sau này tôi được biết cả đội 15 người chỉ còn 7 người, 6 nam một nữ tất cả đều bị thương và kiệt sức không đi nhanh và đi xa được nên đã bị địch bắt lại. Và cũng tối hôm đó giặc bố trí canh gác chặt chẽ khu nhà liền kề ở chỗ tôi ở. Canh gác cả trên mái ngói, tôi ngồi im trong nơi ẩn nấp. Ông cụ gõ mõ tụng kinh một lúc đến gần nửa đêm. Ông lần mò vào chỗ tôi trốn, đem tôi bánh in, hồng khô, trái vải khô, nước uống. Cảm động nhất là ông phải bò vào mà mang cho tôi một cái bô và dây vệ sinh. Ông kề bên tay tôi bảo, còn cứ trốn trên này, đừng xuống, giặc đang dình khu nhà mình dữ lắm. Rất cảm ơn tấm lòng người dân yêu nước, dám sẵn sàng hy sinh tính mạng tài sản ở trên dấu cán bộ. Đêm nào tôi cũng ngủ chung trên bộ ván của ông, có đêm ông tâm sự. Tài sản của ba hiện nay không tính sạp vải ngoài chợ, ba gửi ngân hàng 36 triệu đồng, Vàng lúc đó là 3.000 đồng một lượng, vị chi là 12.000 lượng vàng. Ba biết nếu chúng nó bắt con trong nhà này thì tất cả sẽ tiêu tan hết. Cả mấy đứa cháu đều không đi học được nữa. Nhưng ba thương cách mạng, ba thương con, con cứ yên tâm và làm việc. Đừng lo lắng gì cả. Có hôm ông còn nói, bữa nào rảnh, con tập cho mấy em biết đi xe căn máy để có thể vụ giúp con trong công việc. Tôi nhớ mãi lời nói công cụ trước đêm ấy đủ biết tấm lòng của người dân thành phố đối với cách mạng như thế nào. Tối ngày mồng 2, đơn vị biệt động rút đi, sáng mồng 3, trận địa gần dinh Lục lập, im tiếng súng. Bọn giặc bắt đầu lùng sục xung quanh, một trung đội cảnh sát giã chiến chạy sọc ở hẻm 136. Hẻm này có 4 căn nhà liền kề A, B, C, D, nhà tám thảo là căn B, và căn B mới là trọng tâm để lục soát vì các căn A, C, D căn thì ngoại kiểu, căn thì có con em là sĩ quan ngụy. Từ chỗ ẩn nấp trên gác nhìn ra con hẻm tôi thấy tên định đi đầu với tên chỉ huy. Hắn vừa đi vừa qua tay nói lớn. Bắt thằng Việt Cộng này mổ bụng xem lá gan nó bao lớn mà dám vào ở vùng này. Tên định mập trắng lùn nhà nó ở đầu hẻm. Nhiều đêm nó đi lảng vảng trước cổng nhà Tám Thảo. Đêm tôi thường đứng ra dạy kèm pháp văn, anh văn cho các em luyện thi tú tài. Có thể nó nghĩ cô tám thảo giữa ông thầy giáo này ở đâu về mà xứng đôi quá. Vì nó thường đứng tránh sang một bên để nhìn tôi và tám thảo ăn mặc đàng hoàng. Cùng trên một chiếc xe Honda ra đường buổi sáng đến nơi làm việc. Nhưng có thể nó đã đặt nghi vấn đối với tôi. Từ trên ga nhìn xuống, những tên đi đầu chỉ cách tôi độ 20 mét. Tôi muốn bắn hạ vài tên nhất là tên định. Thấy bộ dạng đáng ghét nhưng suy nghĩ thương gia đình, thương ông bà cụ mà tôi coi như ba má. Nên thôi, tự nhủ lòng vào thế cùng đường mới dùng đến súng, tránh cảnh đổ vỡ tan tác khi còn tránh được. Tiếng đập mạnh cổng sát ngoài ngõ, em Lan cầm chìa khóa ra mở cửa. Tôi biết bao giờ em cũng rẻ già già bộ tìm chìa khóa, Rè già chọn chìa khóa mở cổng, rồi chọn chìa khóa mở cửa trước nhà. Những tên cảnh sát vào xét sổ gia đình, Cùng với những động tác chậm chạp ấy, em kéo dài thời gian để tôi vào nơi ẩn nấp. Vì ban ngày ra đường ăn mặc sang trọng, đi ra vào thì được, nhưng về nhà thì phải trốn vì không có tên trong sổ gia đình. Bọn lính đã vào nhà, tôi nghe tên chỉ huy quá tháo ở Mỹ, mở hết các cánh tủ ra, dở hết nắp hố, nắp lù ra. Có toán mở cửa đi luôn ra phía sau nơi nhà vệ sinh, giọng nói hách dịch của thằng chỉ huy. Chúng mày lục xoát cho kỹ, mấy thằng đặc công trốn giỏi lắm, có thấy gì không? Dạ không, lục xoát kỹ rồi không thấy gì. À, nhà của căn gác. Có ai trên ấy không ông già? Tiếng ông cụ trả lời lắp bắp có lẽ ông cụ theo chân tên chỉ huy từ nãy giờ. Dạ, có con gái tôi đang ngủ ở trên ấy. Hắn quát, giờ này mà còn ngủ cái gì? Lên xe tụi bay, Tiếng giày bọn lính lên thang gác bằng gỗ làm cả căn gác gỗ rung rinh. Ngồi trong chỗ ẩn nấp tối mù mù, hai khẩu súng ngắn đã lắp đạn vào băng và còn số đạn rời để trước mặt. Tôi nhẩm tính, cô hai anh mang xuống 27 viên, đã bắn hết hai viên chiều hôm qua, còn 25 viên lắp vào hai băng trong súng, mỗi băng 7 viên, còn 11 viên rời. Dù như tên lính nào thấy tôi trước, nó đã chui vào cái lỗ hẹp này thì tôi không thể nào bắn chặt được. Do đó, mình sẽ cố thủ tại đây như đội biệt động anh hùng đã cố thủ bên nhà lầu 5 tầng gần dinh độc lập và tôi tự nhủ lòng lần nữa vì tình thương đối với ba má đối với gia đình cũng lắm mới bắn nếu tên lính chui vào mà mình nép kỹ vào bóng tối nó không thấy thì thôi mình chưa cần nổ súng phải bình tĩnh đến phút chót nhưng nếu đã chiến đấu với chúng đến hết đạn thì sao nhất định không để chúng bắt sống từ kẹt nhà này chúng chỉ có thể lôi ra một xác chết mà thôi bụng nghĩ vậy tôi lấy một viên đạn dài bỏ vào túi áo đó là viên đạn cuối cùng dành cho mình nhưng lại nghĩ loại súng ngắn k 54 này nhiều khi cũng lép nên bỏ thêm vào túi một viên nữa cho chắc ăn chừng đó nạp hai viên vào hai khẩu súng cùng đưa lên mang tay bóp cỏ một lượt có lép một viên cũng còn nổ một viên đã quyết định như vậy lòng thanh thản chỉ còn tập trung tư tưởng theo dõi những diễn biến và sẵn sàng chiến đấu có tiên quan của tiền chỉ huy ông già mở tủ ra dạ thưa thầy tủ toàn đựng kinh phật không có khóa mà tôi bảo ông mở ra nó gần giọng nghe rất hùng dữ tôi biết từ cầu thang bước lên là cái tủ thờ bên trên thờ phật bà quan âm trong tủ chất đầy kinh phật giờ hết kinh sách ra sẽ lộ một tấm ván mỏng chắn ngang bên kia tấm ván là khoảng trống vừa đủ một người một buổi trưa tôi cùng với ông cụ mang cơ đục lên làm cho tôi chỗ ẩn nấp ấy nhiều đêm bọn cảnh sát vào xét sổ gia đình dưới nhà cô lan rể giả mở cửa thì trên này ông cụ cũng với tám thảo nhẹ nhàng bưng kinh sách ra tôi lách người chui vào người bên ngoài chất kinh và đóng cửa tủ lại ông già sạch gì lắm thế Dạ thừa thầy tôi tu tại gia mấy chục năm rồi tôi nghe từng chồng sách bị vứt mạnh xuống sàn gỗ lại tiếng quát của tên chỉ huy mày đừng có dạy mà đưa cái đầu mày vào đó đứng sang một bên để ông già làm tụi việt cộng này ghê lắm hôm qua hai phát súng bẻ hai cái đầu mày không thấy à đến đây tôi nghe giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻ của tám thảo trời ơi các ông làm gì mà dầm rầm không để ai ngủ hết vậy? Ba xuống nghỉ đi ba, con làm cho. Một phút im lặng tôi hình dung tám thảo vén màn bước ra. Và tôi hình dung vì sao lại có một phút im lặng. Có lẽ viên chỉ huy cảnh sát bị bất ngờ, hơi bàng hoàng trước vẻ đẹp kiêu sa của người thiếu nữ tư sản với bộ đồ ngủ bằng lụa trắng. Sự hờn dỗi biểu lộ trên gương mặt đáng yêu càng làm án thêm bối rối. Giọng hắn dịu lại khác xa với giọng quát tháo ở Mỹ khi mới vào lục xoát nhà. Ồ, oh, cô em ngủ trên này à? Sao người đẹp lại ngủ trước bàn thờ Phật? Thế chỉ huy dịu giọng lại, trổ mời dê, bọn lính phá lên cười. Tám thảo không trả lời câu chiêu quẹo ấy. Bà xuống đi, để con dọn kinh và tủ lại cho, mấy anh cứ giỏi hành hại người già. Lại tiếp tục giọng nói chiêu đùa của viên chỉ huy cảnh sát. Sao cô em ngủ trên này có một mình vậy? Chồng con đâu? Tình hình chiến tranh như vậy, dại mới lấy chồng, ra trận chết như chơi. Ủa, ảnh thằng Mỹ nào đây? Các cô bây giờ ghê thật. Lại một chàng cười. Các anh nghĩ sai rồi. Tám thảo phản ứng nhẹ nhàng, cô tiếp. Đó là thiếu tá Dêm, cố vấn tình báo bên cạnh bộ tư lệnh hải quân, xếp tôi đó là thư ký riêng mỗi ngày tôi đi làm ở đó hôm nay còn lộn xộn nên ở nhà nghỉ chưa nghe biển cảnh sát nói gì tám thảo nói luôn đã không biết nhau thì thôi biết nhà tôi rồi mời anh mai muốn đến chơi thôi đến thăm cô đụng với cái thằng mẹo này xanh chuyện khó lòng lắm à cô em tên gì mỹ nhung ồ tên đẹp người đẹp và nó ra lệnh xuống về tôi bay nhưng nó lại nói cái gì chất ngột ngang thế kia chắc nó chỉ những bành vải sau giường ngủ tám thảo leo qua giường lật mấy bành vải ra sẽ lòi một lỗ vừa một người chui lọt vào bên trong là chỗ ẩn nấp của tôi giữa mái ngói và tường gạch câu trả lời dịu dàng của tám thảo vải những bành vải dự trữ gia đình tôi có sạp vải tân mỹ ở cửa bắc chợ bến thành Hôm nào rảy rồi Anh dắt chị ra đó mua sắm Bà tôi lấy giá đặc biệt cho Nghe nó cười Tôi cũng còn một mình Chưa có ai để dắt đi Phải không tụi bay Chúng cười với nhau và lần lượt xuống thang gác Nghe tiếng em Lan kéo cửa trong Khóa cửa ngoài Theo kẹt nhà tôi nhìn ra đường hẻm Chúng lục tục kéo đi Vừa đi vừa đùa rơi với nhau Chỉ có tên định là còn ngoái lại nhìn lên mái nhà với vẻ tức tối. Tôi khóa cỏ hai khẩu súng Cất súng cùng với nắm đạn rời Vào kẹt tường Rồi chui ra khỏi nơi ẩn nấp Tham thả còn ngồi lặng im một mình trên giường Thấy tôi nước mắt cô tuôn ra lăn dài trên má Tôi ngồi cạnh bên an ủi Xài mà khóc Nguy hiểm quá anh ơi Em chỉ lo cho anh Thấy chết đến nơi Ngồi trong đó nghe em đuôi đáp ứng phó rất giỏi Anh rất cảm ơn và cảm phục sự bình tĩnh của em Tôi rút khăn tay lau nước mắt cho người đồng đội trẻ, đẹp mà vô cùng dũng cảm. Nghe tiếng ông cụ gọi từ dưới nhà. Mỹ Nhung, xuống cơm đi con. Dạ con xuống liền. Dây qua tôi còn nói. Anh ngờ tạm trên này vài bữa, tình hình im, hãy xuống. Em lo cơm nước cho anh.